Chị phải xem cái đấy là bên bản bằng cái gì thì mày ký đấy nhá. Không phải ký, không phải ký đại đâu. Mày cầm điện thoại quay chị mày với công an đi. Tao đang bận rồi. Ơ, nó ra cái gì đây? Đang quay rối mẹ cái thằng này. Rồi. Mày quay cả cái này luôn. Mặt yếu rồi, để tao vào tao tao sạc cái mặt coi. Bà Châu đi ngủ đi. Hôm nay là bà không trông xe được với tôi đâu. Tôi đứng đây từ giờ đến mai. Em sắp khai trương à? Ờ, thế xin chia buồn với em nhé. Không có một xe nào. Không, chị, mày tầm này phải là láng sạch cái ngõ này luôn, cho nó vui. Không chia buồn, không cho xe để. Đấy, Châu nhá, đi về ngủ đi. Ai cho bà trông xe, bà ngồi đây. Không có chị em gì cái tầm này nhá. Tôi không chị em với bà, mười mấy năm là đủ rồi. Có xử lý gì đâu chị Lê Thu Hà, nhà em đi hết rồi này, ngõ sạch rồi. Đấy, vẫn còn hai cái xe nhà kia à, không xử lý. Ai không quay ông? Ok ông xã. Chồng mất cuộc sống rồi à? Giờ sao chồng? À, thưa không? Đó. Thật là đẹp, thật là sạch luôn. Ngõ mình thật sạch và đẹp. Rất thích cái cảm giác này. Tuổi con hổ. Tôi rất thích cảm giác này. Đây, nguyên cái ngõ này xử lý hết rồi. Cơm chưa xử lý được thôi cả nhà ơi. À, còn mỗi quán cơm thôi. Đó, à, thấy không? Đó. À, ngõ này ai cũng để xế vào trong nhà rồi. Đẹp quá luôn. Ngõ rất sạch và đẹp luôn các bạn ạ. À. Ừ. Tuyệt vời. Đó. Thấy không? Đó. Tôi làm sao tôi biết sao kỳ. Đó. Thấy không? Đó. Thấy không? Cái ghét cái gì? Bây giờ nhà bà không bị cất mà nhà tôi bị dẹp thì tôi cay cú chứ sao? Hay là bà thưa tôi? Hay quán bà thưa quán tôi? Đó, bà vấn đề.
ăn miếng mực cho nó giải đen. Còn cơm thì ngon lắm nha mọi người. Hỏi rồi, người ta không phải vì của tôi. Tôi hỏi rồi, người ta bảo không phải vì của tôi. Trời ơi, không ở gửi trong lòng bao giờ anh ơi, nhà em có camera luôn. Sắp chồng yêu ơi. Thôi thế là tôi sẽ ngồi đây, quán này mà để bàn ra tôi cho gọi lên phường tôi báo, đúng không cả nhà? Làm đúng nguyên tắc không? Tôi ngồi đây tôi canh, quán này mà bày ra tiếp tôi sẽ bốc máy gọi lên phường. Và tôi quay phim chụp hình, tôi gửi clip lên phường là báo nhà này để ra đường, đúng không? Chào Thảo con, ăn bún đậu để xe trong nhà nha mọi người. Khách ăn bún đậu để xe trong nhà dùng tớ. Thế giờ tôi sợ sống tôi ngồi đây tôi quay. Tội hàng xóm chứ, người ta mưu sinh tội người ta chứ. Tội nghiệp người ta bán hàng mưu sinh giống mình. Y chang giống mình luôn. Nhưng mà cái gì đâu đúng, ok, hàng xóm cũng tôi cũng xin lỗi trước rồi. Nhà tôi bị là mọi người cũng phải bị. Chứ không có chuyện nhà tôi bị mà mọi người không bị được. Không, mọi người đi xe thì để xe ra ở ấy, mọi người đi xe thì để xe ở trong quán bình thường. Quán có chỗ để xe mà, trong nhà tầng 1 bình thường. Cái này có anh ơi, cái này có thể cất không anh? Cái này có cất không? Anh, cái này có cất không anh? Cán bộ, cái này có cất không ạ? Không, cất đi rồi người ta mới về được. Ông cất cho người ta về. Quá, sao
Mấy cái bàn nhà bà này cũng cất luôn đi nha. Mấy cái bàn nhà bà cất luôn đi nha, để này không được nha. Đây này, xây nước mía của ai đây? Không, nhà em không được để thì không ai được để. Cái xe này của ai vậy? Ờ thế anh ơi, thầy không dẹp cái này à? Ồ, không dẹp luôn. Không dẹp luôn mấy bà. Ông xa sao giờ? Sao giờ ông xa? Sao vậy? Chồng yêu. Bà đi. Chồng đang bảo vệ. Sao sao? Chơi tí nha.